Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng.
Bye.
Thank you.
yêu đó. Tình yêu thì làm cho mình nở sự sống mới ở trong gia đình, ở trong xã hội. Và như thế thì có ban cho con người thôi phải lan tràn rộng cái tình yêu của bản mình mà thôi, nghĩa là của mình mà thôi, mà nó không nảy sinh hạnh phúc, nó không nảy cãi cọ, cãi vã rồi đánh lộn lẫn nhau. À, và đi đến đây trước mắt và hiện tại lúc này không thể đời được. Những bạn khác thì đến bạn sợ đó, nắm tay của khác thì dễ hơn, nhưng mà cũng tình yêu cũng cái nền, không cái móng, mà cái nhà cũng cái nền móng với nhau, nắm tay nhau để cam kết với nhau, để lựa chọn nhau, để xây dựng cuộc sống gia đình tốt đời. Nhưng lời hôm nay nhắc nhở và soi sáng cho các bạn cái tình yêu của bạn, cái nền đường và nhìn nhớ và tình yêu của đẻ của thái yêu nó bao nhiêu, quan tâm bấy nhiêu, yêu thương nó bao nhiêu, thân sắc cho mỗi con bé của mình. Trong suốt hành trình của họ chú ý với nhà chú đã tự nhiên khiến cho bé có thể mình ngó cái chúa để nuôi dưỡng chúng ta. Như vậy đó là hai bạn phải cảnh tỉnh và đối mặt được chúa thánh nhiên, được chúa thánh hoa, đều có nhau một cái để mà yên tâm cho nhau, hy sinh cho nhau, chắc chắn hoa trái rồi là không có lúc nào còn bên cạnh tới đầu bạc đang răng và răng đấy là đến kết thúc cuộc đời của mình. Và đúng như vậy đó, không có cái đời cho con bên gia đình nào mà sống hiến thân cho nhau, mà sống tự hủy cho nhau, loay hương chúa mà lại không đem đến cái hiệu quả là hạnh phúc, là hoa đã xung trên, là sự thủy chung bền vững. Nhiều trường hợp đã chứng minh cho chúng ta và đại đa số chứng minh ra rồi là đây các gia đình là đưa bạn trong năm một đấy, đúng không? Có những người 8 năm rồi, 9 năm rồi, răng không còn một chiếc nào nữa rồi, tóc không còn một cái sợi nào, đen rồi. Thế thế nhưng mà hạnh phúc như này mới cưới vợ, yêu nhau như này mới cưới vợ hơn nữa là khác. Đấy, rồi con cái cháu cái đông đúc ở xung quanh nó chứng minh hoàn quả đấy, qua cái đấy, sự kỳ diệu đấy. Như vậy có là sự kỳ diệu này được Chúa ban nơi cho, được Chúa phú bẩm nơi cho, được Chúa chăm sóc cho, và chúng ta là một mảnh rất tốt mà biết mở ra để đón nhận. Vậy lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta hôm nay cho đôi bạn trẻ và con cái là anh chị em chúng ta được Chúa ban thưởng và chỉ đến đây, được Chúa yêu thương, được Chúa vun trồng, được Chúa thánh hóa để các bạn luôn yêu thương nhau, mà cái yêu thương nhau trong những mối tình, cái dấn thân cho nhau, cái hy sinh cho nhau trong tình yêu tự nhiên đó, để được các bạn luôn sống hạnh phúc, rồi ơn Chúa luôn được thấy tràn trề, rồi sẽ luôn yêu duyên con cái cháu cháu của các bạn, để được các bạn vừa là chứng cho thế gian này về chính tình yêu của Chúa, và như thế các bạn nên nhân chứng tình yêu của Chúa yêu thế gian để giúp cho nhiều người trở nên con gái Chúa, biết trở về với tình yêu của Chúa để làm vinh danh Chúa nơi chính cuộc sống của bạn. Amen. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một đôi đôi bên thánh trước mặt của giáo viên cầu thánh và hoàn toàn. Đức Thánh Gioan đang đầu ra cũng làm cho tình yêu phụ phụ của anh chị và được những đặc biệt mà làm cho anh chị nên con cố ở bên này để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và làm đẹp những nhân khác của hôn nhân như những người đã chuẩn bị từ hồi thành niên anh chị. Bởi vậy cũng là hoàn thánh coi là anh chị về ý định của anh chị. Anh Lưu Xuyên vừa bởi chị Mai Lai Yến, anh chị đến đây để hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Dạ thưa không ạ. Dạ thưa. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có ạ. Thưa có ạ.
Khi trả lời con hơn nên anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời con? Thưa anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn con cái thế gian và đã được chúng cho lời đức yêu cô vào hội thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập ra mối hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và bế phương phật của anh chị trước mặt trên của hội thánh. Anh nhà chú xe thường nhận em Maria để làm bảo an và hứa sẽ giữ lòng thì lấy em khi thịnh vượng cũng như sang đây khi khỏe mạnh như đau yếu để yêu thương tôn trọng và ngày suốt đời em. Oh.
Yeah.
Thank you.
Kính thưa quý sư, thưa hộ đoàn, lần đầu tiên con xin cảm ơn cha. Thưa cha, gia đình và tổ chúng con rất vui mừng và phấn khởi đang được sống trong tình thương yêu của Chúa và của cha. Nay em con biết bạn đời những sự quan tâm chăm lo của cha đã cho chúng con trở thành thế xuất sắc. Vậy con xin thay mặt cho gia đình con xin cảm ơn cha, cảm ơn quý sư và cảm ơn bản thân Chúa. Nhân đây cho phép con xin mời cha về với gia đình chúng con để về nước và mong xin mời quý sư về gia đình chúng con về nước và mời chồng bạn và mời anh em họ hàng của em Yên và mời em họ hàng của em Cường cũng về cả gia đình về nước. Lần nữa con xin cảm tạ ơn. Thank you.
sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo.